Thưa quý vị, cùng đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Chiều ngày 5 tháng 8, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, ngày 15 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1970, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoảng 4.175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần An Đông Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí số tiền hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền mà bà Lan đã chuyển cho Trí, sau đó chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ trương mỹ lan chuyển tiền cho trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên tại cơ quan điều tra trí đã nhận tội và sẽ nộp lại số tiền đã chiếm đoạt cơ quan điều tra đã kê biên phong tỏa tài sản của trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án